Tuyển Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tự tin đánh bại Philippines ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tối 7 tháng 11, tuyển Việt Nam có buổi tập mở cửa với giới truyền thông đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nội dung tập luyện vẫn là các giáo án rèn luyện khả năng kiểm soát bóng cho toàn đội. Mỗi cầu thủ đều phải cố gắng quan sát, bao quát không gian nhanh hơn, từ đó mới có thể tung ra đường chuyền thuận lợi cho hàng tiền đạo dứt điểm. Về nhân sự, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn chưa có thể trạng tốt nhất, tập riêng với bác sĩ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng ở trận đầu tiên tại vòng loại 2 World Cup 2026. Chúng tôi đang rất tự tin giành 3 điểm trước Philippines. Dĩ nhiên việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ có chút khó khăn, nhưng chúng tôi phải thích nghi với mọi điều kiện thi đấu, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nói. Đánh giá về đối thủ Philippines, Việt Anh cho biết, chúng tôi chỉ xem qua các trận đấu của Philippines. Trước mắt tuyển Việt Nam đá trên sân khách gặp Philippines, sau đó về sân nhà đón Iraq. Hy vọng cổ động viên đến sân thật đông cổ vũ tuyển Việt Nam. Việt Anh là một trong những trung vệ thường xuyên được huấn luyện viên Philippe Chaussier sử dụng. Ở trận giao hữu gần nhất gặp Hàn Quốc, hậu vệ công an Hà Nội dính thẻ đỏ oan khiến anh mất cơ hội thể hiện trên sân. Trong thời gian qua, tuyển Việt Nam thi đấu với các đối thủ có độ từ thấp đến cao, có những trận đấu rất khó khăn. Từ những đợt tập trung, tôi học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là 3 trận đấu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đó là những đội bóng rất mạnh, qua đó giúp đội có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên Chaussier cho đội xem băng hình các trận đấu vừa qua nhằm đánh giá những gì chúng tôi đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm. Trong thời gian từ các cầu thủ tập luyện cải thiện tốt nhất, cụ thể là khâu triển khai bóng từ sân nhà, Việt Anh chia sẻ thêm, tuyển Việt Nam đang tập luyện với cường độ 2 buổi trên ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến đội sẽ rút gọn danh sách 28 cầu thủ ngay trước khi di chuyển sang Philippines vào sáng ngày 13 tháng 11. Tại Philippines, thầy trò huấn luyện viên Chaussier sẽ có 3 buổi tập trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia thi đấu. Tuyển Việt Nam tích cực tập truyền và kiểm soát bóng để mở World Cup. Tuyển Việt Nam đang nỗ lực tập truyền bóng, di chuyển trong các buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Các bài tập chia nhóm chuyển bóng, di chuyển, đưa bóng và phối hợp nhóm trong không gian hẹp, đó là triết lý của huấn luyện viên Chaussier. Nhà cầm quân người Pháp đã tuyên bố, để biến giấc mơ World Cup trở thành sự thật, tuyển Việt Nam cần có triết lý mới. Việt Nam bỏ lối chơi phòng ngự, phản công thời huấn luyện viên Park để đã kiểm soát bóng. Có một số ý kiến lo âu cho tương lai tuyển Việt Nam với triết lý mới của HLV Chaussier, bởi khả năng tấn công chưa tốt và phòng ngự bộc lộ nhiều điểm yếu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chaussier đã khẳng định không từ bỏ triết lý. Để chuẩn bị cho ASEAN Cup và vòng loại World Cup 2026, chúng tôi nhất định không từ bỏ việc theo đuổi lối chơi mới, triết lý mới của mình. Huấn luyện viên Chaussier từng nói trong đợt giao hữu tháng 10, không khó để nhận thấy lối chơi của tuyển Việt Nam chưa thuyết phục được người hâm mộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chaussier có lý do để tiếp tục kiên định với triết lý kiểm soát bóng và 2 trận đấu chính thức trong tháng 11 sẽ cho đáp án. Tuyển Việt Nam có nỗi lo là 2 vị trí trung vệ phải thay đổi. Duy Mạnh bị tai nạn giao thông nên nghỉ khoảng 2 tuần. Quế Ngọc Hải vẫn chưa hồi phục chấn thương. Đây là 2 trung vệ được huấn luyện viên Chaussier lựa chọn xuyên suốt trong các trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam. Tối 7 tháng 11, trung vệ Bùi Đoàn Việt Anh nói, mỗi huấn luyện viên thường có những triết lý khác nhau. Tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng đã chọn cầu thủ đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Những cầu thủ trẻ đều tiềm năng và đủ sức thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Từ chia sẻ của Việt Anh, có thể hiểu các cầu thủ Việt Nam bây giờ phải thích ứng tốt với triết lý của huấn luyện viên Chaussier. Quỹ thời gian để thay đổi lối chơi đã cạn. Tuyển Việt Nam đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ hôm nay mùng 6 tháng 11. Thầy trò huấn luyện viên Chaussier sẽ tập luyện cho đến ngày 13 tháng 11 lên đường sang Manila, Philippines. Đội tuyển Việt Nam, mục tiêu World Cup gặp khó từ vòng 2. Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Day tháng 11 năm 2023 này là kết quả của 3 đợt tập trung thi đấu giao hữu hồi tháng 6, tháng 9, tháng 10 năm 2023 và phong độ thực tế của một số tuyển thủ dù không được gọi. Đội hình này sẽ đối đầu với 2 đối thủ là đội tuyển Philippines, sân khách và đội tuyển Iraq, sân nhà trong chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong bối cảnh vòng loại thứ 2 và nhất là thứ 3 kéo dài đi kèm với tình trạng chấn thương, thẻ phạt, phong độ, việc bổ sung, thay thế cầu thủ là không tránh khỏi. Và lần gọi tập trung chính thức này tất nhiên sẽ luôn được xem là nòng cốt lực lượng để gánh vác nhiệm vụ nặng nề đặt ra. Theo đó, có thể thấy, lực lượng mà ông Philippe Chaussier lựa chọn trước hết bao gồm các cựu binh như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, thay Duy Mạnh chấn thương, Văn Thanh, Việt Anh, Thanh Bình, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh. Để thấy, ông thầy người Pháp vẫn phải dựa trước hết vào số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Nhất là những người từng trải qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng thất bại và nay là cơ hội để họ sửa chữa, khắc phục.
Tất nhiên, ông Chausseur phải bổ sung một số nhân tố mới như Đình Triệu, Tiến Anh, Việt Hưng, những người mới mà cú như Xuân Mạnh, Văn Quyết. Đặc biệt hơn so với thời ông Park Hang-seo, cả loạt nhân tố trẻ được gọi chính thức lên tuyển gồm Văn Việt, Văn Khang, Văn Đô, Văn Toàn, Thái Sơn, Tuấn Dương, Minh Trọng, Tuấn Tài, Văn Cường, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Nhìn vào danh sách trên, người am tường có thể thắc mắc vì sao Tấn Tài hay Công Phượng không được gọi trong khi Văn Hậu vắng mặt do chấn thương. Không ai trả lời câu hỏi này ngoài ông Chausseur, và cũng nên biết rằng đó là quyền quyết định của ông thầy người Pháp với lý do cụ thể mà ông nắm chắc trong tay. Với sự tham vấn từ các cộng sự và hơn hết là các con số thống kê khoa học tự nói lên tất cả. Bởi vậy, hoàn toàn không có lý do cá nhân, yêu ghét, thường tình nào ở đây. Trong khi cánh cửa luôn rộng mở với bất kỳ ai đạt phong độ tốt và sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ của đội tuyển. Sau những gì đã thấy về hình hài, diện mạo đội tuyển Việt Nam, nhất là sau 3 trận giao hữu toàn thua trước các đối thủ đẳng cấp châu lục gần đây, nỗi lo về một thất bại mơ hồ nào đó có vẻ đang ngày một lớn dần lên trong lòng người hâm mộ gần xa. Dù là ở vòng 2 nhưng các đối thủ như Iraq, Indonesia hay Philippines sẽ là những vật cản không dễ vượt qua đối với thầy trò ông Chausseur. Nếu họ không thể hiện được một bước tiến vững vàng như nhiều người hy vọng, bởi không chỉ là hình ảnh kém tươi mới của hàng loạt cựu binh do V-League chưa thi đấu hồi đó mà nay, qua 3 vòng đấu, mọi việc cũng chưa được cải thiện rõ nét là bao. Hãy nhìn cách các ngôi sao của Hà Nội FC đang thể hiện ở giải đấu câu lạc bộ cấp châu lục hay ở V-League. Dù cách Viettel hay Công an Hà Nội chứng minh năng lực đều gây ra sự lo ngại, thậm chí thất vọng về các nhân tố trụ cột. Những nhân tố trên hàng công của lần này hầu như đang im tiếng ở V-League. Văn Quyết đá hỏng phạt đền và đang chịu 2 trận thua đầu mùa ở V-League, chưa kể thua mối mặt ở giải châu lục cấp câu lạc bộ. Dàn sau Hà Nội FC như Tuấn Hải, Hùng Dũng, Văn Tùng sẽ lên tuyển với một hành trang nặng nề, và liệu có lột xác thực sự hay không là điều rất khó đoán định. Tiến Linh lâu nay sa sút phong độ và chỉ nên vào sân từ hiệp hay như lời Huỳnh Đức sẽ thể hiện ra sau khi lên tuyển, nhanh chóng xóa tan hình ảnh xấu mờ ở loạt trận giao hữu vừa qua. Ngọc Hải đang chấn thương, Hoàng Đức chưa hồi phục sau một mùa giải quá tải, Tuấn Anh đang nặng bước ở đội bóng phố núi tên mới mà kết quả cũ. Đình Bắc không được chơi đúng vị trí sở trường là một loạt những thông tin khiến ông Chausseur đau đầu, khó chịu. Tất nhiên, thực tế nào mà không có buồn, có vui, có được, có mất. Văn Lâm, Đình Triệu chơi tốt là thông tin mang lại niềm tin ở vị trí người khác đến đội tuyển. Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tiến Anh chứng minh đủ sức lên tuyển theo yêu cầu khắt khe mới là tín hiệu đáng mừng về sự bền bỉ, về ý chí vươn lên. Thái Sơn, Văn Toàn, Văn Cường được đá chính thường xuyên với sức bật lớn lao sẽ là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho đội tuyển dù ở bất cứ giai đoạn nào. Vấn đề bây giờ là ông Chausseur cần không quá nặng nề vào câu chuyện triết lý đã kiểm soát tấn công mà phải là sự biến hóa linh hoạt dựa trên lực lượng sẵn có trước từng đối thủ để tạo đà cho các trận tiếp, vòng đấu tiếp. Phải biết cách khơi dậy tiềm năng của từng vị trí, tạo sự liên kết vững chắc và nhân lên sức mạnh của một tập thể để vượt khó, giành chiến thắng. Rõ ràng, ngôi sao của đội tuyển hiện nay là một tập thể, không phải Quang Hải hay ai đó như lâu nay. Và sức mạnh của đội tuyển là sức mạnh, là ý chí Việt Nam, điều ông Callister hay Park Hang-seo từng làm rất tốt, còn ông Chausseur lại có vẻ chưa đạt được so với yêu cầu. Trận ra quân gặp Philippines trên sân khách sẽ không dễ đá như lâu nay. Thậm chí còn là một thử thách lớn nên rất cần phát huy các vũ khí sở trường của bóng đá Việt như phòng ngự chặt, phản công nhanh, ý chí kiên cường của từng tuyển thủ. Chỉ giành được kết quả tốt mới có cơ hội để tính chuyển có điểm trước đối thủ lớn nhất bảng là Iraq trên sân nhà. Cứ nghĩ vòng 2 là con đường bằng phẳng, nhưng xem ra mọi điều đều không thể lường trước, dù đá vòng loại là đá đường dài và còn có cơ hội sửa chữa và víu. Quả là mục tiêu World Cup của bóng đá Việt xem ra đã và đang gặp vô vàn gian khó kể từ vòng loại thứ 2. Tiền đạo câu lạc bộ Thanh Hóa muốn gây ấn tượng với thầy Chausseur. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết anh sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng với huấn luyện viên Philippe Chausseur trong lần tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11 này. Võ Nguyên Hoàng là một trong 7 cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Philippe Chausseur gọi lên tập cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam đợt này, cùng với Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Quang Huy, Bà Rịa Vũng Tàu, tiền vệ Hà Văn Phương, Công an Hà Nội, Trần Mạnh Quỳnh, Sông Lam Nghệ An, Trần Nam Hải, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Thái Quốc Cường, Bà Rịa Vũng Tàu và Bùi Vĩ Hồng, B, Bình Dương. Trong đợt triệu tập này, huấn luyện viên người Pháp cũng muốn các cầu thủ trẻ học hỏi các tuyển thủ quốc gia. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 4 năm sau. Nói về việc được gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia, Nguyên Hoàng cho biết dù không có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam, nhưng việc được triệu tập lên tập luyện cùng đàn anh ở đội là vinh dự rất lớn của tôi, cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn trong tương lai. Việc tập luyện với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia là vinh hạnh rất lớn. Tôi học được ở các anh rất nhiều và luôn coi các anh là điểm đến của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi đang hướng tới hình mẫu của Tuấn Hải và Tiến Linh. Nói về bàn thắng mới nhất của mình trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa vào lưới, Sông Lam Nghệ An ở vòng 3 V-League 2023-2024, chân sút trẻ bày tỏ. Bàn thắng vừa rồi là chất xúc tác để tôi có động lực cố gắng hơn trong phần còn lại của giải đấu. Khi đó,
cơ hội sẽ đến với mọi cầu thủ. Huấn luyện viên Chelsea ở rất giỏi, tôi học hỏi được rất nhiều từ thầy và sẽ nắm bắt mọi cơ hội mà thầy trao cho mình để lọt vào danh sách sắp tới. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 12 tháng 11 sẽ lên đường sang Manila để thi đấu trận ra quân gặp đội. Đội tuyển Philippines tại lượt đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Màn so tài giữa hai đại diện của Đông Nam Á sẽ diễn ra trên sân Rizzo Memorial vào ngày 16 tháng 11. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Iraq tại sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11.